Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi Lương Chuyên đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Isato. Thì hôm nay đoàn chúng tôi gồm 3 người. Tôi giám đốc công ty. Và ở đây thành viên mới, anh giới thiệu chút nhỉ. Anh Giáp. Vâng, xin chào các bạn. Mình tên là Giáp. Vâng. Mình cũng làm xây dựng. Vâng. Và anh camera thì là anh Sinh. Đây đây phải không? Đây đây nào. Anh trên. Trên đường trên vừa nãy đấy. Trên đó. Thì chúng tôi đang đi tìm đường về khu vực xã gì nhỉ? Xã Hồng Phong anh. Xã Hồng Phong anh. Hồng Phong, Trương Mỹ, Hà Nội. Thì có khảo sát thiết kế một căn nhà vườn ở đây. Đang đi tìm đường nhà gia chủ. Đây, khả năng phải hỏi phát đấy. Lại với phòng chết. Đây hỏi cô đi đường. Cô này không nghĩ không biết đấy, sợ cô này chắc biết rồi, rời đấy. Người ta đi đường người ta. Đây sợ nó đi đường không? Đây mình vừa quay lại đây này, khả năng nó. Đấy sao không nghe? Biển gì đây mình không để ý biển này. Sao lại thế nhỉ? Hồng Phong đây. Đây là biển chỉ Hồng Phong đây rồi. Điên này á. Này sao đây á? Vẻ quá. Cái ngã tư gì trên đấy? Ngã tư này. Em hỏi đây chẳng biết. Sao vừa nãy mình hỏi đây mà? Mình vừa hỏi bà này sao nhỉ? Đây em hỏi. Bác ơi, cho cháu hỏi sao Phong đi đường này đúng không nhá? Sao Hồng Phong ạ? Dạ vâng. Không biết à? À vâng. Chứ đi đường này, chứ đi này thôi. Sao thế nhỉ? Này thôi. Đường này... Đây, hỏi đồng chí này. Dựng góc này. Đây, hỏi. Bác ơi, bác làm ơn cho cháu hỏi... Cháu muốn hỏi sao Hồng Phong là đi vào đây không bác? Hồng Phong à? Dạ vâng. Hồng Phong chân phủ đi vào. Phong ở gần Trung Mỹ gần Ba Thá này. Đây cái trại đấy. Cái trại đây à? Vâng, chú cảm ơn. Ba bốn cây. Vâng, vâng. Cảm ơn. Sao mà cây vào thì chỉ qua đây. Đây là đường to này nhỉ? Đi đường bé kia sao đi được? Đó thì các bạn thấy là cái hành trình tìm đường của chúng tôi rất là vất vả. Thực ra đi thì nó không bao lâu nhưng mà cái thời gian hỏi đường và không quen đường rất là nhiều. Còn khu vực Trường Mỹ này thì chúng tôi cũng làm khá là nhiều rồi. Thì hiện nay công ty chúng tôi là đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực nhà phố, biệt thự và nhà vườn để có thể phục vụ khách hàng trực tiếp tại 63 tỉnh thành. Thì tí hẹn gặp lại mọi người ở khuôn đất nhà gia chủ nhé. Ok, bây giờ chúng tôi đã đến khuôn đất nhà anh. Thì anh gần ngay cầu, đây là cầu gì anh nhỉ? Cầu Hạ Dục. Cầu Hạ Dục. Thì đất của anh là từ cái mép này. À đây. Từ cái xấu đấy. Đâu có xấu. À rồi. Đấy, từ cái cái xấu này rồi. Ừ đấy. Đấy, cái xấu. Cái xấu ra. Đến hết đến đây. 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 Cái này thì anh được lợi thế là hai ngõ. Wow, ngõ đẹp quá nhỉ. Đây thì đi xuống dưới. Ba ngõ luôn. Ba ngõ. Đấy, cửa thâu mát. Cái là toàn bộ đây là anh sẽ đập bỏ. Vâng, đây sau là bỏ đấy. Nhà đây là bắt đầu làm nhà. Từ cái vạch đỏ này là cái là đất nhà mình. Đây. Đây. Cái đất rộng. Anh làm bao nhiêu mét kinh doanh? Sâu. 6 mét mà làm một cái nhà kinh doanh. Trong sân anh để tiếp 4 mét. Xong cái bầu đến nhà. Đến cái nhà đấy. Đấy thì toàn bộ cái này là anh đập bỏ hết. Để anh tài phòng. Nhà 3 mặt đường. Quá đẹp. Bên nhau anh trai trai vừa xây xong vào. À, cũng rất tránh rộng hơn nhỉ. Đấy, nhà con trai vừa xây xong vào. Bắt kiện. Đây là một cái ngã ba thế này, đây một đường bến sông. Tức là thoát ra đằng sau nhá. Đấy, còn cái giếng khoan này có sẵn chưa? Vâng, sẵn đây rồi. Vâng, thì mình cấp luôn từ đấy lên. Vâng. Điện này đằng trước rồi. Cái nhà này là của hàng xóm. Của đúng anh. Đấy, cái nhà đất mình từ đúng viện. Vâng, đất là không vuông. Vâng, đấy, nhà vườn. Nói chung là nó lượn lượn tí. Đấy, đất. Đằng sau anh có định để cái đằng sau bao nhiêu mét? Sân đằng sau ấy. Sân sau. Sân sau. Hay là anh xây kịch hết ở đây. Thường vẫn phải để cái sân sau để làm chuyện. Mình tính tính. Đấy nó có một đất thì nó khoảng mình bớt tí bọn em căng. Bớt đây thì để giảm kia đi. Đi. Đi vào bên trong đi. Mỗi lần mình có cái máy quay quay trên cả tí nữa anh ạ. Phải dưới đất rồi đó. Ừ. Quay trên không. Xem cái định vị mảnh đất. Ừ, cộng đồng nó rõ.
Ủa, anh yên tâm rồi, khi bọn em mà thiết kế cho anh cái công nghệ của em làm nó bắt đầu. Cái nhà này mai bỏ này. Đây cái nhà này nó làm 13 mét lên đây. Bỏ đi chuyện. Cái sân này là sân. Vâng vâng. Để được. Hả? Các đèn truyền thông để làm thái. Để trong đấy. Để trong này. Đây là người đất mình đang bố trí trong nhà. Vâng. Đây em. Đấy ra sau đi. Xong đứng từ dưới quay lên trên này. Đứng hết sát góc kia đi. Nào. Và thứ hai là xem các yếu tố ảnh hưởng phong thủy từ trên cao mà bên dưới chúng ta không nhìn được. Chúng tôi đang ở đây, chúng ta có tín hiệu GPS rồi. Máy bay của chúng tôi có thể bay cao 500m và xa 5 cây. Ở đây là khu vực anh nhỉ? Và thôn Hạ xã Hồng Phong, Trường Mỹ, Hà Nội. Các bạn nhìn đây xung quanh khu vực của Hà Nội. Đó là người mày bây giờ chúng ta sẽ theo khuôn đất của gia chủ. Các bạn nhìn thấy cái vị trí mà ô tô chúng tôi đang đứng đây thì là khuôn đất nhà anh. Đấy, thì các bạn nhìn thấy đất nhà anh thì đằng trước to hơn đằng sau. Và bây giờ chúng tôi sẽ quét lại. Thì khi mà chúng tôi sử dụng thiết bị này thì chúng tôi không phải cắn dây đo đạc, và chúng tôi sẽ lấy luôn từ trước các cạnh trên thiết bị này luôn. Nhìn đây này, vào đây mà nhìn đất của mình. Và nhìn thấy thì cái cạnh này coi như là xong xong. Thank you.
sẽ xem là cái con đường này thì nó có ảnh hưởng gì đến nhà bà chủ không? Đang thẳng đến cho anh bắt đầu nó lượng cung ấy.